Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Vietnamese G-Shock Reviewer, kênh review G-Shock dành riêng cho người Việt. Thì như tiêu đề, hôm nay mình sẽ làm một đoạn video clip để review một trong những model cũng không quá là xa lạ với tất cả các bạn, và hầu như cũng có rất là nhiều bạn đang sở hữu model này. Nó chính là model GA101KH. Thì phiên bản này có gì đặc biệt và nó thuộc cái concept của cái collection nào, thì chúng ta hãy cùng đón xem đến phút cuối cùng các bạn nhé. Ok, hiện tại trên tay mình đó chính là em Graffiti Master GA101KH, là một phiên bản màu xanh ô liu cực kỳ là đẹp luôn. Thì cái từ KH là viết tắt của cái từ Khaki Jeans High Contact, thì theo mình tìm hiểu là như vậy. Nhưng mà cái em GA101KH này đó thì nó lại thuộc cái collection là Master in Olive Crust Graffiti Master Aviator. Cái concept này nó có tổng cộng là 3 model các bạn ha. Thì cũng rất là may mắn thì hiện tại ở đây mình cũng có 3 cái model đó. Đó, bên trái này chúng ta là model GA101KH mà mình sẽ làm review trong buổi tối ngày hôm nay cho các bạn. Còn cái phần to nhất đó chính là em GBW1000KH, và đây là em GWA101KH, cũng thuộc cái concept là Master in Olive Crust. Đó, thì cái nói chung là đây là một cái phiên bản màu mà mình rất là thích, vì cái màu ô liu này nó cực kỳ là hay và cực kỳ là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ dành thời gian để làm review em GA101KH cho các bạn trước, thì sau đó là mình sẽ lần lượt đi đến những em như là GWA101 và GBW1000KH luôn các bạn ha. Model này được ra đời vào năm 2016, thì tính tới hiện tại thì nó cũng 4-5 năm rồi. Và cái số lượng của em GA101KH này cũng được bán ra khá là nhiều. Bằng chứng là rất là nhiều bạn rất là thích sở hữu cái em GA101KH này. Thì đây là một cái dòng Graffiti Master tầm trung mà rất là nhiều bạn quen thuộc. Cái thiết kế của em nó thì nhìn khá là tương tự với lại GA1000, nhưng mà nó chỉ khác một chút xíu ở cái dial, nó có cái phần mang tính chất copic hơn là cái dòng GA1000 các bạn ha. Rồi, khi mà chúng ta nhìn vào cái phần dial đó, thì cái điểm mà chúng ta dễ dàng nhận biết nhất đó cái dòng GA1000 và GA1001, đó chính là cái phần dial thập tự này như thế này đó. Cái phần cover ở trên và cover bên trái, bên phải, và chúng ta có một cái cover ở dưới. Còn cái phần làm nổi bật trên cái chi tiết của GA101 đó chính là cái ring ở phía ngoài nè các bạn. Thì cái ring này đó nó là bằng kim loại các bạn ha. Thì đối với dòng GA101 thì nó là kim loại màu màu xám đen. Đó, nó được mạ ion thành màu xám đen. Nó hơi hơi tối một tí các bạn. Đó. Và chúng ta sẽ thấy được là cái phần mạ kim loại này đó các bạn, nó sẽ có cái dòng chữ như là adjust nè, đó, nút mode, light và search, thì nó tương ứng với tất cả những cái nút bấm ở trên chiếc đồng hồ của chúng ta. GA101KH này của chúng ta có cái độ cao bezel này là 50,8 các bạn. Chiều ngang như thế này là 52,1, độ dày của em nó là 16,9, và em nó chỉ cân nặng là 88 gram mà thôi. Thì nói về cái kích thước thì nó sẽ khá là phù hợp với tất cả những bạn nào có cái cổ tay từ khoảng 15, 16 cho lên thì đeo em này ok rồi. Tay 18, 19 thì không phải bàn cãi nữa, nhưng tối thiểu thì các bạn phải có cổ tay từ 15. Đó, thì đeo em này mới ok các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ zooming vào cái phần dial của em nó. Thì trong cái phần dial này như mình đã giới thiệu ngay từ đầu á, nó mang cái tính chất cockpit hơn. Thì ở những cái video trước mình cũng đã từng nói về cái dòng GA101 này rồi, như là GA101SC và GA101 1A1 phiên bản full black. Thì lần này chúng ta sẽ lên với KH. Thì ở cái như là khaki jean á, thì là chính là cái skin ở phía bên ngoài. Còn cái phần dial của bên trong đó, nó sẽ là một cái bộ hiển thị với những cái chữ và cọc số màu, cái chữ màu cam. Đó là cái phần mà người ta gọi là high contact đó các bạn. Có nghĩa là cái chi tiết nó được làm nổi bật lên để đánh bật lên cái sắc vóc của cái em GA101KH này của chúng ta. Đó, các bạn có thể thấy khi mà nhìn vào dial thì những cái chữ số màu cam như là số 12, số 6 ở trên cái đồng hồ dual time, cái chữ world time và cái chữ WT ở dưới đây. Đó, nó sẽ có cái màu cam. Và ở trên đây chúng ta cũng có cái chốt cái ở trên cái cọc số 12 cũng là màu cam đúng không ạ? Thì ở trong cái phần dial này chúng ta có tổng cộng là 3 kim chính, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Ngoài ra chúng ta có một cái kim dual time ở chỗ này, đó là kim giờ và kim phút. Và chúng ta cũng có một cái kim mode ở dưới đây nữa, kim shift đó các bạn, là tổng cộng là chúng ta có 6 cái kim các bạn ha. Đồng hồ chúng ta có hai cái phần hiển thị digital, đó chính là cái phần ở bên góc phải là cái phần mà hiển thị giờ phút, và ở cái phần dưới là giây. Và dĩ nhiên chúng ta cũng có thể đổi em này thành cái ngày tháng hoặc là thứ các bạn ha.
đó bằng cách chúng ta bấm vào cái nút adjust này các bạn, quá quen thuộc rồi. Tất cả các cọc số của em nó là đều là cọc số màu trắng, thì em nó cũng cho cái khả năng phản quang, cái khả năng luân quang đó các bạn, nó cũng khá là tốt vì mà nó hấp thụ ánh sáng thì nó sẽ phát sáng trong bóng tối của chúng ta được một tí. Đó, đây là mình phải sáng một chút xíu cho các bạn xem ha. Đó, nó như thế này. Đó, cái cọc số thì nó không ấy, nhưng mà cái phần đuôi cọc số đó các bạn thì các bạn có thể thấy ha, nó sẽ sáng hơn một tí. Rồi, cái phần dial này thì nó mang một cái tính chất rất là cockpit, tại vì nó có những cái kim ở trong đây với cái kiểu thiết kế đó. Nó giống như là cái kiểu thiết kế những cái ô setting ở trên cái buồng lái cockpit các bạn. Đó, nên cái biệt danh của em này là Graffiti Master. Cái viền bezel của em nó là có luôn cả cái viền cọc số 360 độ ở đây các bạn ha. Đó, đó 360 độ ở đây, từ 10, 30, 60. Thì cái này nó là cái tính năng mà khi chúng ta sử dụng la bàn mà đúng vào hướng bắc thì chúng ta có thể căng được cái độ góc chéo góc sỏi bao nhiêu luôn các bạn ha, ở bên chỗ này. Đó, cái phần này. Thì đối với cái dòng GA1000 và GA1001 á, thì là cái kiểu ring nó như thế này. Nhưng đối với dòng đối lập là Mossmaster GG1000 á, thì nó sẽ là cái vòng ring bằng cái kiểu là vòng thép mà được mạ một cái lớp cái lớp bóng ở trên, nó sẽ tinh tế hơn. Thì đối với mình thì cái thiết kế của GA101 cũng khá là đẹp rồi. Thì tổng cộng là GA101 chúng ta có 5 cái nút bấm như lúc nãy mình có giới thiệu ha. Đó, có 5 cái nút bấm đây. Chúng ta có một nút adjust, chúng ta có nút mode, chúng ta có nút light là đèn, và chúng ta có một cái nút nữa là nút search. Thì ngoài ra chúng ta còn có một cái nút nữa, đó chính là cái nút com, hay cũng gọi là nút la bàn á. Thì tất cả những cái kiểu nút này là do là dòng cơ bản thôi, nên là tất cả những cái nút này nó thiết kế kiểu như là dạng nút được tráng một cái lớp tráng gương ở ngoài, chứ không phải là nút kim loại. Và cái nút bấm la bàn của chúng ta cũng là nút bằng cao su, bằng nhựa luôn các bạn ha, chứ không phải là nút kim loại các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ zoom in qua cái phần dây của em nó. Thì cái bộ Oleocraft này đó các bạn, thì tất cả những cái chi tiết trên dial á, với hai cái tông màu chính chủ yếu là màu cam nổi bật ha, và cái màu kaki jean đó, đây gọi là màu kaki đó các bạn. Nó dùng là dùng cái màu kaki, hay là gọi là cái màu olive, hoặc là màu xanh olive đó các bạn. Nhưng mà theo cái tên của nó là kaki high contact các bạn ha. Thì high contact đó chính là những cái chữ màu cam này. Đó, thì cái phần nối dây của cái dòng GA1001 rất là thích. Nó làm tương tự với những cái dòng như là GA Graffiti Master đó, thì đa số là những cái nút ở trục này nó có thể xoay được các bạn. Đó, nút nó xoay này rất là hay. À, cái phần này phần nối dây. Vậy là cái dây của em nó, thì cái thiết kế dây nó cũng rất là lạ, nó không có giống với những cái dòng thường mà các bạn thấy, dòng GA hay là GD các bạn thấy đó. Cái phần chải dây nó rất là mịn. Và đối với cái dây của dòng GA1001 á, thì KH á, thì nó lại hơi mỏng hơn một xíu. Nếu như mà các bạn lật lại clip GA1001SC hoặc là GA1001 1A1 thì các bạn có thể thấy thì cái dây này nó sẽ được làm dày hơn với lại cái dạng dây là double layer. Đó là cái dây ở trên này nó là một màu và cái dây dưới đây nó là một màu. Đó, nó tương tự với lại cái dây của dòng Graffiti Master GBW1000KH luôn các bạn. Nhưng mà cái dây của GBW thì nó lại là carbon inserts, có nghĩa là các bọc carbon bên trong, còn ở ngoài là bằng nhựa. Nhưng một số dây của GA1001 thì cái dây ở bên trong nó lại là bằng nhựa luôn, nhưng mà nó lại ở double layer thì cái dây nó sẽ dày và cứng cáp hơn một tí. Nhưng nhìn chung thì cái dây KH thì nó cũng rất là ok rồi. Với cái chất liệu dây urethane thì nó cho cái độ bền cũng được lên tới vài ba năm, thậm chí cả 4-5 năm nếu như mà các bạn sử dụng ở mấy cái mục đích với lại cái cách dùng đúng. Rồi, ở đây là cái phần dây ngắn các bạn ha. Thì dây ngắn của chúng ta có một cái phần kẹp dây cũng cùng tông màu với cái màu olive này luôn các bạn. Và ở đây chúng ta lại có một cái dòng chữ khác là in màu trắng. Đó, nó lại toàn với những cái chi tiết màu trắng ở trên cái bezel. Nó có chữ G-Shock và chữ Rotation. Và cái màu trắng ở trong cái dial chúng ta. Và vậy tổng kết lại là cái màu của KH thì chúng ta sẽ có màu olive được nhấn mạnh với màu đen, màu cam, và sẽ có một số chi tiết màu trắng, và dĩ nhiên là trên tổng thể là beige trên màu đen rồi các bạn ha. Đây là phần khóa. Thì khóa của dòng GA1000, GA1001 thì khá là giống nhau, nó chỉ là cái dạng khóa master bình thường thôi. Khóa bình thường thôi, nó không phải là cái giá khóa master loại lớn giống như của GBW1000 đó các bạn, như thế ha. Rồi, backkey này là do là nó được che bớt cái con tim vàng này rồi, nhưng mà nó khá là giống với những cái dòng backkey cơ bản nên cũng không có gì đặc biệt, nên chúng ta có thể bước bỏ qua cái phần này. GA1001 KH của chúng ta cũng tương tự, thì sử dụng hai viên pin pin loại pin thường thôi. Pin cho cái thời gian sử dụng là nó tầm khoảng 2 năm rưỡi tới 3 năm tùy vào cái mật độ sử dụng của các bạn. Cái điểm mà mình rất là thích ở trên GA1001 đó chính là cái đèn các bạn ha. Đèn của em nó được áp dụng cái công nghệ đèn LED, nhưng mà LED rất là sáng luôn các bạn.
đó, khi ta bấm lên ở cái hiện tại đó là mình đang sử dụng cái bộ hỗ trợ đèn, nó cũng rất là sáng rồi, nhưng mà khi mà bấm đèn lên thì mình thấy cái này nó rất là sáng à, ống tối các bạn có thể soi pin được đó. Thì rất là nhiều bạn thích cái kiểu đèn của GA1001 với cái dạng LED mà sáng như vậy, nhưng cũng có rất là nhiều bạn lại thích cái kiểu đèn đèn lung các bạn, đèn cực tím của dòng GA1000. Thì mỗi một người sẽ thích thôi, nhưng mà mình thì lại rất là thích cái kiểu đèn như thế này các bạn ha. Nói về cái phần thiết kế thì mình rất là ưng GA1001 ở tất cả mọi cái phiên diện thiết kế, vừa nhỏ vừa gọn vừa nhẹ, nói chung là thiết kế cũng rất ok. Chỉ có một điểm mình thật sự không thích đối với không những riêng cái dòng GA1001 mà hầu như tất cả những cái dòng digital mà mình đã nói, đó là cái phần nền âm bản đó các bạn. À, bây giờ mình zoom kỹ ha các bạn xem ha. Thì những cái ô âm bản đó, những cái ô digital đó các bạn, thì nó lại làm hầu như là làm âm bản, và nó lại khá là tối và khá là nhỏ. Đối với một số những model như là GA1000 hay là G1000 đó thì cái ô nó rất là nhỏ. Có thể là đó, đây là cái kiểu thiết kế ngày trước ngày xưa đó, nhưng mà những cái model sau này ví dụ như là GGB100 hoặc là GRB200 hay là GRB100 thì những cái ô digital nó đã làm lớn hơn và cái LED nền nó cũng sáng hơn để chúng ta dễ dàng quan sát. Rất là nhiều bạn phàn nàn ở những cái ô như thế này thì nó sẽ hơi tối một xíu so với cái mặt bằng chung, mà khi các bạn đi trong buổi tối thì rất là khó để có thể đọc được những cái thông số ở hai cái màn hình này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần nói về cái tính năng của em nó các bạn ha. Cũng tương tự như tất cả những dòng G6 khác thì GA1001 của chúng ta được trang bị một cái bộ chống sốc, đó là chống sốc và chống nước với cái độ sâu là 200m. Thì nói với độ sâu 200m thì vậy thôi, nhưng thật ra cũng ít có người nào lặn tới cái độ sâu 200m với chiếc đồng hồ Casio G-Shock GA1001, mà hầu như là người ta sẽ sử dụng những cái dòng chuyên dụng hơn như là Dry Quartz hay là Frogman hay như thế nào đó. Nên ok, cái phần này chúng ta có thể lướt qua ha. MGA1001KH của chúng ta là dòng Graffiti Master được trang bị cái Twin Sensor. Đó, cái Twin Sensor ở đây thì nó nói về hai cái bộ cảm biến mà GA1001 có, đó chính là la bàn. Ở bên trái này chúng ta có một nút COM và chúng ta chỉ cần kích hoạt la bàn là kim dây lập tức chỉ về hướng bắc. Hướng bắc là cái hướng này trước mặt, hướng theo ngón tay của mình các bạn, hướng bắc ở đây. Còn cái hướng trước mặt này chúng ta là một cái hướng khác. Đó, nó là 235 độ bắc, có thể gọi là như vậy. Hoặc là chúng ta có thể bấm vào cái nút adjust ở đây để nó chuyển sang, chúng ta có thể thấy nè, nó là hướng tây nam. Đó, hoặc là tây nam là trước mặt chúng ta. Nào, khi chúng ta xoay ở đâu thì kim dây nó cũng sẽ quay về cái hướng chỗ ngón tay này của mình. Đó. Ok, đó là cái cảm biến thứ nhất. Và cái cảm biến thứ hai chúng ta có, đó chính là cái temperature, hay là chúng ta còn gọi là cái thermometer. Nó là nhiệt kế. Nó giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta sẽ nhận diện được cái nhiệt độ môi trường, gọi là nhiệt độ tổng hợp đó. Thì đồng hồ chúng ta sẽ cho một cái kết quả là 32,4 độ C. Thì cái nhiệt độ này thật sự đó chỉ mang tính chất gọi là tham khảo thôi, chứ nó không thể nào chính xác được. Vì chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái nhiệt độ này bằng cách chúng ta giữ cái nút adjust ở đây. Đó, và chúng ta có thể tăng giảm được cái phần nhiệt độ này ở đây luôn các bạn. Rồi, đó là hai cái điểm rất là đặc biệt trên chiếc GA1001, đó chính là cái hai cảm biến là la bàn và nhiệt kế. Thì ngoài ra, chiếc GA1001 chúng ta cũng được thiết kế dành riêng cho cái việc mà chúng ta xem giờ dual time. Đó là ở trên cái dial chúng ta có một cái đồng hồ nhỏ góc bên trái, góc 9 giờ đó các bạn. Chúng ta sẽ có cái đồng hồ nhỏ và cái đồng hồ này nó sẽ hiển thị cái giờ thế giới. Và trong cái phần setting chúng ta có thể chọn, phần mode chúng ta có thể chọn cái giờ thế giới. Và nó sẽ nằm chết ở chỗ này để chúng ta có thể dễ dàng xem. Và đối với một số bạn mà làm việc ở hai múi giờ khác nhau thì chiếc đồng hồ này phục vụ rất là tốt trong cái công việc của các bạn ha. Rồi, ở chỗ này chúng ta có cái nút đây chính là mode. Thì cái ô này các bạn, nó sẽ hiển thị cái chế độ mà các bạn đang xem. Thì ở trên cái ô mode này chúng ta có chữ time, đó là chế độ time keeping mà chúng ta đang xem giờ hiện tại. Và chúng ta chỉ cần bấm một lần mode, nó sẽ chuyển sang world time, giờ thế giới. Và ở trên đây là cái chữ UTC, nó hiển thị cho cái múi giờ là UTC. Và dĩ nhiên chúng ta có thể chỉnh cái múi giờ này thành những cái múi giờ khác nhau, và tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn mà các bạn có thể chỉnh cái múi giờ này. Đó, rất là nhiều những cái múi giờ đây các bạn có thể chỉnh ha. À, rất là nhiều tên những cái thành phố, Singapore, Hồng Kông này, kia đó, rất là nhiều. À, ok, mình ví dụ như thế này. Rồi, khi mà các bạn chỉnh cái múi giờ này thì lập tức là cái đồng hồ bên đây nó sẽ thay và chuẩn theo cái múi giờ của cái thành phố Tokyo hiện tại so với cái giờ của Việt Nam. Và chúng ta mỗi một lần nữa chúng ta sẽ đến với stopwatch, hay còn gọi là đồng hồ đếm giờ thể thao. Thì ở cái này chúng ta chỉ cần kích hoạt nút search
là tất cả những cái chỉ số ở đây nó sẽ bắt đầu di chuyển nha các bạn. Phần giây nè, các phần trăm giây nè các bạn, và là giây nè các bạn nha. Bốn lần nữa để dừng và chúng ta bấm nút adjust the reset, tất cả sẽ là số 0 thì chúng ta ở cái chế độ stopwatch này. Đến chúng ta đến với chế độ timer, đồng hồ chúng ta sẽ chữ và cái chữ TMR là timer các bạn ha. Đó là chúng ta có thể đếm ngược 99 phút, thì mình nhớ là như vậy. Rồi chúng ta có thể bấm một nút mode nữa để chuyển sang alarm là báo thức. Chúng ta có khá là nhiều những cái chế độ alarm, như là chúng ta là 1, 2, 3, 4 và chúng ta có alarm 5 luôn. Và chúng ta có signal báo giờ theo từng giờ chẵn và chúng ta có quay trở lại alarm 1. Và chúng ta mode một lần nữa để về lại time. Và khi chúng ta kích hoạt cái com thì kim dây chúng ta sẽ chỉ vào cái chữ com, kim mode hay là các bạn sẽ chỉ vào chữ com ha. Rồi, okay, back về time. Rồi thì đó là cái bộ tính năng cơ bản của MGA-1001KH. Nếu các bạn muốn quan tâm hơn về cái việc mà sử dụng GA-1001KH thì các bạn có thể quay tới cái clip mà mình hướng dẫn sử dụng dòng GA-1001 ở những clip đầu tiên của kênh á, các bạn có thể tìm lại phần đó nha. Còn nếu mà không được cứ comment, mình sẽ gửi link cho các bạn. Rồi thì nhìn chung MGA-1001KH này của chúng ta có một cái thiết kế khá là đẹp. Rất là gọn, rất là ôm tay, và ngoài chỉ cái phần dây hơi mỏng và cái ô digital hơi tối một tí xíu thì em nó hoàn toàn rất là ok, để rất là phù hợp cho bạn nào hay di chuyển đi lại hay dùng la bàn nhiệt kế và cần một chiếc đồng hồ bền bỉ và hàm hố, thì GA-1001KH đã có thể đảm nhiệm được cái phần ok đó. Thì với một cái mức giá nó chỉ dao động tầm khoảng 5 triệu hoặc hơn 5 triệu một tí thì các bạn đã có thể mua được một em GA-1001KH hàng sách tay mới 100% luôn. Còn nếu mà hàng chính hãng thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 7 triệu các bạn ha. Rồi mà các bạn có thể tham khảo những trang web nhé, hoặc liên hệ với kênh để có thể mua được những chiếc đồng hồ chuẩn và giá tốt nhất. Thì theo cái bộ GA-1001KH này thì cái bộ KH đó, Oleocraft đó các bạn, thì chúng ta còn hai model nữa. Đó chính là model GBW-1000KH và GWA-1000KH. Thì hai model này dĩ nhiên cao cấp hơn nên nó cũng sẽ được trang bị nhiều cái tính năng hơn, như là GPS nè, như là multiband SIG, như là kính sapphire, như là pin solar. Thì chúng ta hãy cùng đón xem những đoạn video clip về review những cái dòng KH này luôn các bạn ha. Thì tạm thời chúng ta chỉ xem qua về em GA-1001KH trước thôi. Thì em GA-1001KH này ngoại trừ những cái điểm trừ mà mình đã nói, kèm theo nữa là cái mặt kính chỉ là kính khoáng thôi, thì em nó rất rất là phù hợp với tất cả các bạn rồi. Ok, chúng ta hãy cùng ngắm sơ qua em nó một chút xíu trước khi chúng ta kết thúc video. Thì nếu các bạn cảm thấy chiếc đồng hồ này đẹp và các bạn muốn sở hữu thì có thể để lại comment. Rồi mỗi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp cho kênh ngày một tốt hơn. Đừng quên bấm like, subscribe và chia sẻ video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye bye.